phẩm vật cúng dường đều chân quý thượng hạng ít có trên thế gian. Chẳng những tại nhân gian khó thấy mà tất cả phẩm vật cúng dường của các Bồ Tát ở trong Pháp hội, bao quát các Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến cửu địa Bồ Tát không thể nào so sánh được, trăm phần chẳng bằng một. Thậm chí muốn dùng phương pháp toán số để tính lường cũng không biết được, muốn tìm một ví dụ thích đáng cũng tìm không ra. Lưới quang minh đó đến khắp cùng đạo tràng Pháp hội của mỗi vị Phật trong mười phương. Trong lưới quang minh đó mưa xuống hương thơm thượng diệu, còn có tràng hoa y phục, tràng phan lọng báu, mà nì báu, vân vân, các thứ cúng phẩm trang nghiêm dâng lên cúng dường chư Phật. Đồ cúng thượng diệu trần quý hiếm có trên đời đó, chẳng phải tìm thấy được trên thế gian,